Ông Bohdan Filonenko từng là một tay trộm xe, nằm trong số hàng ngàn tù nhân ở Ukraine ghi danh phục vụ quân đội để được ân xá án tù. Theo luật mới của Ukraine, trong lúc Kiev chật vật tuyển mộ đủ quân số để đánh đuổi Nga xâm lược, khi cuộc chiến kéo dài đến tháng thứ 30 và chưa có dấu hiệu kết thúc. Một số người bảo tôi hãy sống thêm một chút nữa. Tôi trả lời, sống thêm chút nữa là sao? Tôi không ra tù để chết, tôi sẽ phục vụ quân ngũ và thay đổi cuộc đời mình. Chính quyền cũng đã có những biện pháp khuyến khích đối với những tù nhân như Filonenko, người hiện đang được huấn luyện tại Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 57. Đó là một nỗ lực để tăng cường lực lượng của họ bằng những người đàn ông có động lực. Và giống như Filonenko, cựu tù nhân Pavlo đã nắm bắt cơ hội để chiến đấu. Tôi còn một năm nữa là hết hạn tù, và tôi có thể ở lại trong tù thay vì ra trận. Nhưng đây là lựa chọn của tôi. Tại sao một số người lạ lại đến đất nước tôi và phá hủy đất nước tôi? Theo các quy định mới, các tù nhân sẽ được xóa án nếu họ đồng ý phục vụ mà không bỏ ngũ cho đến khi chiến tranh kết thúc. Sau đó, họ sẽ được ân xá. Văn phòng Tổng Công tố cho biết hơn 3.000 tù nhân đã gia nhập nhiều đơn vị quân đội khác nhau và Bộ trưởng Tư pháp cho biết có tới 20.000 người đủ điều kiện tham gia. Những người bị kết án vì một số tội danh nhất định, bao gồm tội phạm tình dục và giết hai người trở lên, sẽ bị cấm phục quân ngũ. Ông Filonenko cho biết ông cảm thấy có động lực để gia nhập quân ngũ khi nghe tin về vụ thảm sát thường dân sau khi Nga chiếm đóng vùng ngoại ô Kiev và đổ chiến. Và ông cho biết quyết định của mình khiến mẹ của ông cảm thấy tự hào. Các ngoại trưởng Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ hôm 29 tháng 7 cam kết sẽ tăng cường an ninh hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bốn quốc gia tạo thành nhóm được gọi là Bộ Tứ Quát họp tại Tokyo hôm 29 tháng 7, nơi họ đang làm việc về một loạt các sáng kiến nhằm duy trì trật tự hàng hải tự do và cởi mở, bao gồm cả việc giúp các đối tác nâng cao nhận thức về lĩnh vực này thông qua dữ liệu vệ tinh, đào tạo và xây dựng năng lực. Bộ Tứ cũng bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về việc quân sự hóa các thực thể tranh chấp và các động thái cưỡng ép và đe dọa ở Biển Đông, bao gồm cả việc sử dụng nguy hiểm các tàu của lực lượng tuần duyên và các dân quân biển. Các tàu của Trung Quốc đã nhiều lần đụng độ với các tàu của Philippines khi tàu Philippines tìm cách tiếp tế cho quân đội của họ trên bãi cỏ mây vốn đang trong vòng tranh chấp trong những tháng gần đây, mặc dù hai nước đã đạt được một thỏa thuận tạm thời vào tháng 7 để giảm bớt căng thẳng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 29 tháng 7 nói các tuyên bố chung giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản công kích ác ý nhắm vào Trung Quốc vì các vấn đề hàng hải, cũng như chỉ trích chính sách phát triển quân sự quốc phòng thông thường của Trung Quốc. Bình luận của Bộ được đưa ra sau khi Hoa Kỳ và Nhật Bản chỉ trích những gì họ gọi là hành vi khiêu khích của Bắc Kinh ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, các cuộc tập trận quân sự Nga-Trung và việc Bắc Kinh mở rộng nhanh chóng kho vũ khí hạt nhân. Trong một cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm mô tả tuyên bố chung đó là vô trách nhiệm và là sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Nhật Bản vào ngày 28 tháng 7 đã công bố một cơ cấu quân sự mới sẽ được triển khai song song với kế hoạch của Tokyo nhằm thành lập một bộ chỉ huy chung cho các lực lượng của mình vào tháng 3 năm 2025. Các chuyến bay đến và đi từ sân bay Beirut ở thủ đô Liban bị hủy hoặc hoãn hôm 29 tháng 7 do căng thẳng leo thang giữa Israel với nhóm chính trị vũ trang Hezbollah ở Liban do Iran hậu thuẫn sau một cuộc tấn công ở cao nguyên Golan, vùng đất Israel chiếm đóng khiến 12 trẻ em và thanh thiếu niên thiệt mạng. Hãng hàng không Air France ngày 29 tháng 7 loan báo do tình hình an ninh tại điểm đến, hãng sẽ tạm dừng các chuyến bay giữa Paris từ sân bay Charles de Gaulle tới Beirut trong các ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2024. Các hàng không khác như Lufthansa, Swiss và Eurowings thuộc tập đoàn Lufthansa đã quyết định tạm dừng các chuyến bay đến và đi Beirut cho đến hết ngày 5 tháng 8 do những diễn biến hiện tại ở Trung Đông, một phát ngôn viên của tập đoàn cho biết. Hàng không Middle East Airlines MEA của Liban cho biết sự gián đoạn trong lịch trình của hãng có liên quan đến rủi ro bảo hiểm. Cuộc tấn công bằng phi đạn ở cao nguyên Golan vào ngày 27 tháng 7 đã làm gia tăng thêm mối lo ngại rằng Israel và nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn có thể giao chiến trong một cuộc chiến tranh toàn diện. Nội các an ninh của Israel vào ngày 28 tháng 7 đã ủy quyền cho chính phủ ứng phó với cuộc tấn công. Hezbollah phủ nhận mọi trách nhiệm về cuộc tấn công vừa kể, vốn được coi là đẫm máu nhất ở Israel hoặc vùng lãnh thổ do Israel sáp nhập kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas, vốn đã châm ngòi cuộc chiến ở Gaza. Cuộc chiến đã lan rộng ra nhiều mặt trận.
Bảng thông tin chuyến bay của sân bay Beirut và trang web theo dõi chuyến bay Flyradar 24 cho thấy Turkish Airlines cũng đã hủy hai chuyến bay vào đêm 28 tháng 7. Hãng không giá rẻ có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ Sun Express, công ty con AJet của Turkish Airlines, hãng không Hy Lạp Aegean Airlines, Ethiopian Air và MEA cũng đã hủy các chuyến bay dự kiến hạ cánh ở Beirut vào ngày 29 tháng 7, theo Flyradar 24. Các hãng không đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Sân bay quốc tế Beirut Rafik Hariri là sân bay duy nhất của Liban, nơi này từng bị nhắm mục tiêu cho cuộc nội chiến của đất nước. Và trong các cuộc giao tranh trước đó với Israel, bao gồm cả trong cuộc chiến gần đây nhất giữa Hezbollah và Israel vào năm 2006. Vào ngày 28 tháng 7, MEA nói họ đã hoãn khởi hành một số chuyến bay dự kiến hạ cánh tại Beirut qua đêm. MEA cho biết thêm các chuyến bay hạ cánh vào ngày 29 tháng 7 đã bị hoãn lại do lý do kỹ thuật liên quan đến việc phân phối rủi ro bảo hiểm cho máy bay giữa Liban và các điểm đến khác. Hezbollah và quân đội Israel đã gia tăng các cuộc giao tranh xuyên biên giới kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu. Xung đột đã làm gián đoạn các chuyến bay và hoạt động vận chuyển trên khắp khu vực, kể cả trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và phi đạn qua lại giữa Israel và Iran vào tháng 4. Lufthansa đã đình chỉ các chuyến bay đêm đến và đi từ Beirut trong tháng 7 do những diễn biến hiện tại ở Trung Đông. Người dân Venezuela hôm 29 tháng 7 bày tỏ sự thất vọng sau cuộc bầu cử tổng thống mà đương kim tổng thống Nicolas Maduro chiến thắng với 51% số phiếu bầu, trái ngược với một số cuộc thăm dò ý kiến cử tri cho thấy khả năng phe đối lập sẽ chiến thắng. Người bán hàng rong Eva Martinez chia sẻ mối lo ngại của bà về việc các thân nhân trong gia đình cân nhắc rời khỏi đất nước do kết quả bầu cử. Thật đáng buồn vì người thân của chúng tôi đã cân nhắc rời khỏi đất nước. Những người Venezuela khác thấy kết quả bầu cử không như kỳ vọng và nản lòng, khiến một số người mất hy vọng về tương lai của nước mình. Tôi buồn vì chúng tôi đã mất hy vọng về một Venezuela tốt đẹp hơn. Ông Maduro và đối thủ của ông là Edmundo González đều tuyên bố chiến thắng trước cuộc bầu cử tổng thống sau một cuộc bỏ phiếu bị cáo buộc về các chiến thuật mờ ám và các vụ bạo lực lẻ tẻ. Chính quyền cho biết ứng cử viên phe đối lập González đã giành được 44% số phiếu bầu, mặc dù trước đó phe đối lập đã nói rằng họ có lý do để ăn mừng và yêu cầu những người ủng hộ tiếp tục theo dõi cuộc kiểm phiếu. Mỹ lo ngại rằng kết quả mà nhà cầm quyền Venezuela loan báo không phản ánh đúng số phiếu bầu. Tổng thống Panama José Raúl Mulino hôm 29 tháng 7 tuyên bố Panama sẽ ngưng quan hệ ngoại giao với Venezuela và sẽ rút nhân viên ngoại giao ra khỏi nước này cho tới khi nào có một cuộc điều tra đánh giá toàn diện kết quả cuộc bầu cử tổng thống hôm 28 tháng 7 vừa qua.